Pha phá bóng không tốt của hệ thống phòng ngự câu lạc bộ Harpies. Dứt điểm. Không được. Vẫn tiếp tục được. Và đó là Văn Toàn. Cơ hội Đình Bắc. Bên trong Văn Tùng đang ở một vị trí trống trải. Vẫn đang là cao thủ Việt Nam. Đình Bắc. Dứt điểm. Và đó là dấu chấm hết cho cơ hội để giành điểm của đội tuyển Philippines ở trong trận đấu này. Cú dứt điểm quá khó tới từ Đình Bắc. Lựa chọn của Đình Bắc là cực kỳ điềm tĩnh. Pha xử lý của cầu thủ trẻ tuổi nhất đang có mặt trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Đình Bắc đã dứt điểm vào góc gần. Goal for Vietnam by player number 15, Nguyễn Đình Bắc.